Hôm nay mình sẽ vẽ về chất liệu giỏ nha. Thì đối với chất liệu giỏ mình sẽ có rất là nhiều loại, loại nang bự này, nang nhỏ này, hoặc là nang nang mà dạng lỗ. Nó một là kính, hai là dạng lỗ. Thì nó có rất là nhiều loại nang. Thì mình sẽ học bài này khoảng chắc cũng phải 2-3 bài á. Tại vì nó có nhiều nhiều kiểu á. Rồi bài đầu tiên mình học là cái loại này, tức là loại sao le với nhau và kín nha. Trước tiên thì mình cũng như bình thường là mình sẽ đo tỷ lệ này. Thì mình đo thế bề dọc nè. Mình đo tổng thể trước. Thì tổng ngang nè so với dọc nè bằng bao nhiêu lần nè. Đó, mình thấy nó chiếm khoảng gần 1 lần rưỡi, khoảng 1 lần 4 đúng chưa? Thì mình sẽ bỏ vào trong tờ giấy bằng y như vậy là tổng ngang sẽ bằng 1,4 lần bề dọc. Rồi tiếp tục mình sẽ đo phần, mình thấy là bề dọc nó ngắn hơn bề ngang của cái phần này. Đừng tính cái quai nha. Nãy mình đo cái tổng thể rồi, bây giờ mình sẽ đo phần chi tiết hơn. Chiều cao của cái giỏ so với bề ngang cái giỏ, mình coi thử nó bằng bao nhiêu lần. Nó chiếm khoảng là bằng gần 2 lần nha. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ vào trong tờ giấy. Khi mà đo tỷ lệ xong, thì như hôm bữa chị nói là bề ngang này, mình sẽ chia làm 5 lần, mình lấy 1 lần thì bỏ vào đây là 1 lần rưỡi là thấp nhất của vật. Thì đây sẽ là thấp nhất của cái giỏ này. Được chưa? Thì hồi nãy mình đo mình sẽ cho là, ví dụ cho đây là bề ngang của vật được chưa? Thì tổng bề ngang bằng bao nhiêu lần dọc? 1 lần 4, 1 lần rưỡi gì đó đúng không? Đây là 1 rưỡi này. Thì cho xuống xíu đây. Thì đây sẽ là, đây sẽ là chiều cao của cái phần quai. Được chưa? Thì hồi nãy mình nói là mình đo là chiều cao của cái bề ngang này, chiều cao của cái này so với bề ngang của cái này là nó khoảng bằng phân nửa đúng chưa? Thì mình đây mình sẽ chia đo nó ra, mình lấy khoảng phân nửa bỏ vào đây. Thì đây sẽ là, đây sẽ là chiều cao của cái phần giỏ, còn đây sẽ là cái phần phần quai, được chưa? Bây giờ mình sẽ dựng hình nha. Thì mình cũng chia phần elip ra. Thì mình xác định này, cái phần elip đó thì mình muốn mà nhìn cao á thì cái elip này sẽ to, mà muốn nhìn thấp á thì elip này sẽ nhỏ. Tức là hình này nó phụ thuộc vào cái góc nhìn của mình. Nếu như góc nhìn của mình thay đổi thì cái hình nó cũng sẽ thay đổi. Và đối với những cái dạng giỏ này á, tại vì nó là bằng nang tre và theo thời gian hoặc là gì đó thì nó có thể là hình thù nó có thể thay đổi, nên cái phần elip này nếu như mình vẽ không được tròn lắm cũng được chấp nhận nha. Còn đối với trường hợp những đồ vật như thủy tinh, kim loại hay nhựa thì những cái đồ đó thì nó là dạng cứng và khi nó ra một hình thù thì nó phải có một hình thù cố định, nên cái phần elip bắt buộc em phải dựng cho chuẩn chứ không được dựng theo kiểu mà dựng sai nha, dựng sai không được chấp nhận đâu. Còn đối với những cái này mình sai xíu cũng không sao, ví dụ hoa quả, đồ vật hoa quả hoặc là hoa quả là những cái mà hình dáng không cố định á thì mình được quyền làm có thể thay đổi so với mẫu một xíu cũng được, không sao hết. Tại vì mỗi phòng nó sẽ có một cái mẫu khác nhau. Và mỗi hoa sẽ có hình dáng khác nhau, chứ nó không có phải là nó cái này giống y với cái kia. Nó chỉ giống một cấu trúc thôi. Ví dụ hoa hồng này nó giống cấu trúc hoa hồng kia, chứ còn về hình dáng thì nó có thể nó sẽ khác. Rồi mình sẽ nhìn vào mẫu dựng nha. Cái phần này nó hơi cong lỗ như thế này nè. Ok. Rồi mình sẽ dựng ra. Rồi mình sẽ được cái hình này. Sau khi mình có được cái hình thì mình cũng dựng cho nó một cái quai luôn. Quai này nó hơi méo nên là tụi em vẽ tùy, tụi em vẽ nha. Có thể vẽ thẳng, vẽ méo tùy. Chị vẽ méo theo như mẫu luôn. Ok, mình đã có được cái khung. Còn phần chi tiết xíu nữa mình sẽ đi sau. Bây giờ mình sẽ đi tổng thể trước. Xác định luôn, cho nó có cái độ dài luôn.
Nếu cái mũi bút nó tù quá thì mình có thể gột bút nha. Rồi mình vẽ cho nó có cái độ dài này. Tạo cái độ dài cho nó nha. Cái độ dài cho vật. Xong rồi bắt đầu mình sẽ lên khối. Nếu bạn nào mà kỹ thì mình có thể lên chi tiết trước rồi mình lên khối, nhưng mà sợ là khi mình lên chi tiết xong rồi mình lên khối thì là cái bài của mình nó cái nét nó lại sao nó lại sẽ phủ cái nét lên khối, cái nét dựng hình, cái phần nang của mình đó, nó phủ mất đi là mất công mình lại dựng lại mất công, đúng không? Còn nếu trường hợp mình kỹ á thì mình có thể lên trước, sau đó mình phủ xong mình lại tỉa lại để cho nó rõ nét lên, rõ cái đường nang lên là ok. Còn nếu bạn nào không muốn như vậy thì có thể mình lên khối trước, vì cái này là khối trụ tròn đúng chưa, thì mình sẽ lên khối trụ tròn nè. Vì cái giỏ này màu cũng hơi tối nên mình lên khối tối tối xíu nha. Rồi mình cứ lên khối như trụ tròn bình thường nha, nhưng mà đánh thô thô xíu cũng được không sao hết. Đây là cách để mình lên khối cho nhanh á, mình đánh cái chất liệu này nhanh á. Đối với những chất liệu mà nang mà màu trắng, màu sáng thì mình sẽ tỉa trước, mình lên khối sau. Tại vì quá trình lên khối, đây là cách để mình lên khối cho nhanh á, mình đánh cái chất liệu này nhanh á. Đối với những chất liệu mà nang mà màu trắng, màu sáng thì mình sẽ tỉa trước, mình lên khối sau. Tại vì quá trình lên khối nó không có nhiều. Nhưng mà đối với những vật mà chất liệu mà màu nó tối á, nang mà màu tối thì tốt nhất là mình lên khối trước rồi mình tỉa sau, thì mình sẽ đỡ tốn thời gian hơn, vẽ sẽ nhanh hơn. Chủ yếu mình phải nắm được cái cách vẽ. Ví dụ như sau này mình vẽ nó sẽ có một cái hình thù khác. Ví dụ bây giờ em vẽ chất liệu cũng là nang nha, nhưng mà hình thù nó khác. Nhưng mà vào phòng thi thì cũng chất liệu nang nhưng mà lại là hình thù nó khác, thì em phải nắm được cái cấu trúc của nang nó nằm ở ở kiểu như thế nào. Mình nắm được cái cấu trúc rồi thì giờ cái hình như thế nào mình vẽ cũng được, quan trọng mình phải nắm được cái cấu trúc của nó. Chị mở xíu nhạc nghe nha. Đó, mình lên khối cho nó nè. Sau khi lên khối đủ rồi á thì bắt đầu mình sẽ tỉa. Rồi phía trong này nó sẽ tối hơn xíu nè, giống như đánh không gian bình thường á.
sẽ có những đường đan chéo với nhau như thế này này. Rồi lòng qua bên này này, được chưa? Xong rồi cái này lại đúng vào đây, rồi cái này lại đè lên trên, rồi lại lòng qua bên này. Nói chung là nó sẽ đang móc 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 với nhau. Nên là bây giờ mình sẽ tỉa cái này đang móc với nhau nha. Bên này cũng y như vậy nha. Là nếu tụi em làm nó không rõ, không cần rõ cũng không được, tương đối thôi. Còn nếu ưng tỉa kỹ thì mình cứ tỉa kỹ thôi chứ không sao hết. Nếu ưng tỉa kỹ thì mình tỉa kỹ nha, còn không thì mình cứ tỉa cho nó ra thôi cũng được. Nếu tỉa kỹ được thì càng tốt. Chị vẽ sơ cho tụi em nhìn cái cách vẽ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tỉa nha. Thì bây giờ trước khi tỉa thì em sẽ tẩy trước cho chị. Mình sẽ tẩy xen kẽ nha. Ví dụ một cái lồ, một cái lỗ, một cái lồ, một cái lỗ. Thì bây giờ em sẽ tẩy cái này lồ. Ví dụ em tẩy cái này lồ đi. Xong tiếp tục cái lỗ này, giờ tới cái này lồ này. Lỗ này, lồ này. Lồ này. Được chưa? Chị zoom to lên cho chị nhìn đi. Hồi nãy mà mình gạch đường ngang đúng chưa? Thì lỗm lồi, lỗm lồi, lỗm lồi, lỗm lồi, được chưa? Thì bây giờ những cái lỗm này, đó, em nhấn cái đường này, sau đây em chuyển này qua, chuyển đậm ở trong góc này, nhặt dần ra để cho thứ nhất là nó lòi được cái thanh phía dưới, thứ hai là sẽ lòi được cái thanh mà lồi phía trên, được chưa? Mình di cái này ra, sau đó mình sẽ nhấn tiếp cái này, chuyển qua. Đó, nó sẽ lồi được cái thanh đó ra. Tương tự với những cái còn lại nha. Rồi, tương tự nè. Bây giờ mình sẽ làm với những cái tiếp theo nè. Thì cái hồi nãy ở bên đây nó lồ đúng chưa? Thì qua bên đây nó sẽ lỗm nè. Lỗm nè. Nó sẽ nối tiếp nhau nha. Bây giờ bên này lỗm thì qua đây là sẽ lồ nè. Đó, thì bây giờ mình cũng tiếp tục nhấn y như vậy. Lồ nè, lỗm nè. Nhấn nè. Lỗm nè, lồ nè, nhấn nè. Lồ, lỗm nè.
mình sẽ thấy được là nó sẽ có năng nó lồi lõm lên và 3D ra đó. Thì bây giờ tương tự với những cái còn lại em cũng sẽ làm y như vậy. Cái đoạn này chị quay nhanh một xíu nha.